Kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây chúng ta cùng đến với giải thưởng đơn vị sản xuất của năm. Và xin mời quý vị chúng ta cùng hướng về màn hình để theo dõi những đề cử. Đề cử đầu tiên, Xem Vàng Production. Đề cử tiếp theo, Mega GS. Và đề cử tiếp theo là V Entertainment. Xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ Việt Hương cùng công bố và trao giải. Xin mời ban tổ chức ạ. Chắc đang soạn quý vị ơi. Và Việt Hương xin đọc lại những đề cử trên đây. Việt Hương rất là bất ngờ là có và B Entertainment, Sen Vàng Production, Mega GS, những công ty nào Việt Hương đều cũng có quay hết. Và bây giờ là đang cầm trên tay đơn vị sản xuất của năm. Và quý vị nghĩ là ai ạ? Là ai ạ? Một trong những công ty mà Việt Hương có tham dự. Và xin chúc mừng công ty. Và mong là em may mắn em đọc tên công ty, thì sau đó công ty sẽ mời show em tiếp tục ạ. Đơn vị sản xuất của năm đã thuộc về công ty quảng cáo thương mại Sen Vàng. Vâng, xin được chúc mừng đơn vị sản xuất của năm. Xin được chúc mừng công ty quảng cáo thương mại Sen Vàng. Vâng, xin được trân trọng kính mời đại diện công ty Sen Vàng cho cùng về đây chia sẻ đôi chút cảm xúc của mình ạ. Vâng, anh chia sẻ là anh dùng của anh không chia sẻ được. Vậy chúng ta hãy cùng dành một tràng tay nữa để cùng chúc mừng cho công ty Sen Vàng ạ. Vâng, xin được chúc mừng anh. Xin được trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương.